Rồi, chào các bạn nha. Hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn làm trên cái TikTok. Cái phần mềm này giúp cho mấy bạn tăng follow hoặc là tăng team trên TikTok. Cái này gọi là tip fan nha các bạn nha. Các bạn lên CH Play á. Bên iPhone, bên Apple thì Apple thì mình không có biết, nhưng mà bên CH Play là mình thấy có cái đó. Mình đã lên App Store rồi mình chưa thấy. Các bạn vô trong CH Play á. Cái này là mình làm trên máy Samsung. Các bạn lên các bạn tìm chữ Tip Fan nha. Đó, khi bạn tìm là bạn tải về rồi mở ra, mở ứng dụng ra. Đó, nó có cái hình đó. Fan. Ok chưa? Rồi, bạn nhập và bạn cứ đăng ký cái tài khoản TikTok của mình vô. Đó, sau đó là bạn đó bạn thấy cái hình của cái bạn Nguyễn Hữu Luân không? À. Bạn bấm vô cái chỗ follow á. Đó thì nó sẽ hiện ra cái follow là bạn bấm vô. Đó, xong rồi bạn về ngược lại cái màn hình của TikTok. À, thấy cái này là bỏ đi nha, bấm chữ skip bỏ đi. Rồi qua cái khác, đúng rồi, bấm vô follow. Đó. Ok chưa? Đó. Rồi bạn bấm ngược lại về. Thấy cái màn hình đó thì bạn bấm skip là bỏ qua đó. Rồi, vào đây bạn thấy team thì bạn bấm vô team nha. Nó yêu cầu follow thì bấm follow, nó yêu cầu team thì bạn cứ bấm vô team, đừng có follow làm gì. Mất công, mất thời gian ha. Đó, màn hình dạng đó thì bạn bấm skip bỏ đi. Rồi follow tiếp. Đó, bạn cứ follow vậy đó. Nó yêu cầu follow thì bạn follow, nó yêu cầu team thì bạn thả team vô. Thì cứ một follow với một team là bạn được một điểm. Đó, rồi từ cái điểm đó thì nó sẽ quy ra cái lượt follow hay là cái lượt team đối với trong cái hình nào bạn thích. Đó, ví dụ bạn thích cái hình nào nó team nhiều thì bạn sẽ bán lại cái điểm đó cho bên TikTok. Đó, giống như là bây giờ là bạn cứ đi follow đi. Đó, follow bạn rồi thả team càng nhiều càng tốt. Đó, mấy cái hình ảnh như mấy cái dạng như vậy bạn bỏ đi ha. À, cái này thì thả tim vô. Ok. Cái này ngon à. Đó. Đấy, các bạn thấy đơn giản không? Đó, rất là đơn giản, đúng không? Nhanh. Khi nào rảnh thì bạn làm. Nhất là bạn nào mà bán hàng trên trên mạng á. À, bạn chịu khó làm cái này cũng hay lắm đó. Rồi ở trong TikTok này họ cũng có bán cái lượt follow với lượt team nữa nha các bạn. Các bạn rảnh các bạn tham khảo thêm. Bạn nào mà bán hàng online rồi bán hàng hay là bán cái khóa học cái gì đó. Đó, hay là các bạn muốn quảng bá hình ảnh của mình đó, thì các bạn làm cái này cũng hay lắm đó. Đó, các bạn cứ thả team, cứ thả follow nhiều vô, cái này nhanh lắm. Để mình làm cái bên cái Samsung á, mình cứ bấm vào rồi mình bấm ngược lại. Đó, Samsung thì mình thấy nó có cái đó cái hay, làm nó nhanh lắm bạn. Đó, bấm được follow vậy đó. Yêu cầu team thì team, yêu cầu follow thì follow. Mấy bạn nào bán hàng online á, làm cái này hay lắm nha. Bán hàng online nè, rồi gì nữa ha, dạy các cái khóa nè, dạy học nè, đó, hay là hướng dẫn làm một cái gì đó mà các bạn muốn nhiều người biết đến đó, thì các bạn cứ làm. Bạn làm xuyên các bạn cứ làm, còn không thì các bạn cứ mua, nó có bán đó.
tụi nó có bán cũng rẻ các bạn à. Mình thấy cũng rẻ. Bạn nào bán hàng hay là làm cái gì đó thì mua, mình thấy nó cũng hay đó. Đó, kiếm được nhiều. Thì giờ là mình được 30 ngôi sao nha. 399 lượt follow ha. Đó bây giờ cứ 10 sao thì được 5 lượt follow. Đó, sao tính bằng điểm, điểm tính bằng sao đó. Đó bây giờ bạn vô mấy cái clip của bạn trên TikTok á, bạn muốn follow vô cái nào, muốn tìm vô cái nào thì các bạn đăng ký vô. Đó, thấy cái nào ít tìm quá thì mình mua. Đó. Nó có ghi hết rồi đó. Nó có giá đó, ví dụ như là 10 sao thì được 5 tim, 20 sao thì được 10 tim, 30 sao được 15 tim đó. Đó, thả tim vô. Rồi bạn nào mà không muốn thả tim thì tăng lượt follow. Lượt follow thì nó cũng y vậy thôi. Đó các bạn thấy không? Đơn giản. Rồi bây giờ kiếm thêm điểm, kiếm thêm sao nè. Cứ một sao là một điểm đó các bạn. Rồi cứ đi đi thả tim rồi đi follow cho các cái tài khoản khác. Cái này làm nhanh lắm các bạn, mình sử dụng ba ngón tay, một ngón mình bấm vô cái tiếp fan. Đó, một ngón thì bấm vô cái follow. Ngược về. Đó. Sử dụng ba ngón thôi làm sẹt 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 nhanh lắm. Hiệu quả các bạn à. Bạn nào có điều kiện thì bỏ tiền ra mua. Đó. Đó cứ vậy đó. À, thấy mấy cái đó thì bấm skip qua nha, skip là bỏ qua nha các bạn. Rồi, đó. Các bạn cứ bấm vậy cho mình. Làm xuyên thì ngồi không làm gì, bấm kiếm lượt follow, lượt tim cho cái TikTok của mình. Đó, vậy đó, nó đơn giản có gì đâu. À, mấy cái này, mấy cái thủ thuật này nếu không không tìm hiểu thì cũng không biết đâu nha. Cái này mình tình cờ mình biết thôi. Trên cái trang YouTube của bạn mình giới thiệu á, mình biết, bây giờ mình làm chỉ lại các bạn. Đó rồi, để coi thử được bao nhiêu lượt bao nhiêu sao rồi. Bao nhiêu sao rồi ta, để coi ráng làm nhiều nhiều đi, làm một sở thị cho các bạn thấy luôn. Mỗi lần làm mỗi lần khó. Rồi chắc cũng ổn rồi ha. Chắc cũng đủ 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 sao để mua lượt follow rồi đó. Coi thử được bao nhiêu. Rồi ok, thêm vài cái follow nữa đi. Các bạn chờ xíu ha. Sẵn mình follow mình kiếm sao nhiều nhiều đó. Đó các bạn cứ làm cho đó nhanh lắm. Dùng ba ngón tay thôi. À, một ngón là bấm vô tí fan, bấm follow, bấm vô tim. Đó, một ngón thì bấm vô phía bên trái của cái điện thoại của bạn Samsung á. Đó, rồi ngón bấm trở về. Đó, rồi bấm tiếp fan. À, rồi bấm follow, rồi bấm trở về. Đó, có ba ngón bạn dùng sẹt 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 rất là nhanh. Làm nhanh hơn người máy luôn. Đó, vậy mà chưa ăn ai, đúng không? Một ngày bạn bỏ ra 5 7 phút các bạn làm. Bảo đảm các bạn là cái lượt follow với lượt tim của bạn nó lên rất là nhiều. Bạn nào bán quần áo giày dép mũ nón ABC các thứ thì các bạn cứ tìm follow vô. Và nhớ trước khi mà làm xong follow xong là các bạn bấm quay về nha. Ở máy Samsung của mình nó có cái nút quay về đó, thì bạn vô trong TikTok của bạn đó, là bạn bấm cái nút quay về để nó về lại cái TikTok màn hình chính của các bạn nha. Chứ nhiều bạn biết
cứ thấy sao mà nó nhiều nhiều như vậy, nhiều cái TikTok nó chồng lên nhau vậy, thì các bạn follow họ, thì bây giờ các bạn phải quay quay về lại cái màn hình chính của các bạn, bạn bấm quay về thôi đó. Quay về màn hình chính của bạn, các bạn kiểm tra nhớ nha, nhớ bấm quay về nha. Cái này mà làm trên Samsung chứ mình chưa có làm trên iPhone nên là thôi, mà hướng dẫn các bạn không có được các bạn nha. Đó, bây giờ là lượt follow nè, mấy cái dạng này bỏ đi. Đó là mình có 20 ngôi sao rồi, 399 lượt follow rồi. Bây giờ mình đổi ra, mình đổi ngôi sao, mình lấy lượt follow hay lấy lượt tim nè. Đó, bây giờ mình đổi ra chắc phải kiếm thêm nè. Đó, lên được 50 sao nè. Còn mình thì mình làm bên du lịch. Đó, mình có mấy cái chương trình du lịch, mình muốn chương trình nào mà nó nổi á, thì mình muốn quảng bá chương trình nào á, địa điểm nào mình đưa khách đi, thì mình cứ vào địa điểm đó mình tăng lượt tim lên. Đúng rồi. Đó, bây giờ tăng lượt tim lên cho cái hình ảnh du lịch ha, 50 ngôi sao luôn. Chữ lớn luôn. Đó. 50 ngôi sao thì 25 lượt tim nha các bạn. Đúng rồi, 50 ngôi sao thì 25 lượt tim, 100 sao thì được 50 lượt tim. Đó. Rồi bây giờ đi kiếm sao tiếp. Đó, bây giờ mình quay về lại cái màn hình chính của mình ha. Hồi nãy mình làm lên kiếm từ 20 lên 50 sao rồi đó. Bây giờ mình quay về 30 lần. Bấm quay về chừng nào mà nó về được cái màn hình chính của TikTok mình thì các bạn dừng lại. Các bạn vô TikTok của mình. Các bạn vô TikTok của các bạn xem nha. Này kiểm tra dễ lắm, các bạn cứ thử đi rồi các bạn thấy. À, hồi nãy mình 399 lượt follow ha, mình mới tăng thêm 50 mua 50 sao nữa là 25 lượt follow nữa. Đó. Đó, cứ vậy mà các bạn thêm vào thôi, mua thôi. Đó, cứ vậy đó, cứ nó biểu tim thì mình thả tim, mà nó biểu follow thì mình follow. Đó. Các bạn nhớ làm y chang vậy ha. Rồi có gì không hiểu thì cứ nhắn tin comment phía dưới cho mình nha các bạn. Nhà các bạn nào có điều kiện thì các bạn mua nè, nó có giá hết rồi nè. Đó, ví dụ 116.000 thì 150 ngôi sao, 233.000 thì 350 ngôi sao. Đó, mỗi sao là tương ứng với một lượt follow hay là một lượt tim đó. Đó các bạn, bạn đã có điều kiện đầu tư. Đó, bây giờ mình lên là đó, cái bây giờ cái ngôi sao mình lên ở cái follow mình lên là 416 rồi đúng không? Hồi nãy là 399 phải không? Giờ lên 416 nè. Đó, mình mới làm được 50 sao nữa đó. Đó, bây giờ các bạn muốn mua. Đó, mua nữa thì mua nữa tăng lên. Đó, các bạn thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn, cái này làm chừng 5 phút là kiếm 100 tim liền, 100 sao liền. Đó, 100 sao đó, các bạn muốn làm gì nó làm. Tăng lượt follow nè. Tăng tim cho các clip của bạn ở trên TikTok nè. Đó. Trên này nó có share app, nó có rồi hướng dẫn cho các bạn sử dụng. Đó. Rồi giờ mình hướng dẫn cho các bạn tới đây thì chắc các bạn nào cũng hiểu hết rồi đúng không? Cái này cũng dễ làm mà.
giờ là các bạn nhớ là khi mà mình thả tim là theo follow của cái mấy cái nick khác rồi, các bạn nhớ bấm quay về nha, quay về lại cái trang chủ của mình nha. Cứ làm 50, cứ bấm 50 sao á, follow hay là team gì mà được là 50 điểm thì quay lại 50 lần nó mới về lại cái trang chính của các bạn nha. Các bạn nhớ nha, bấm quay về lại đó, về lại TikTok chính của các bạn à. Rồi ok, thì tới đây là xong rồi đó. Các bạn nào làm mà không hiểu nữa thì comment phía dưới mình hướng dẫn thêm nha nha. Còn không thì vô cái Zalo của mình đó, rồi mình hướng dẫn thêm cho các bạn nha. Rồi chào các bạn, nhớ like, share rồi đăng ký kênh của mình để xem mấy cái thủ thuật thêm đó nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chào các bạn nha.